có nên bản đất để đi được ngoài làm việc rất nhiều là anh chị chúng ta đã từng bản đất để đi được ngoài làm việc sau đấy về chúng ta không mua được lại chính cái bất động sản đấy cái thứ hai nữa là từ khi anh chị muốn đi được ngoài thì chúng ta phải trả lời cho mình những cái câu hỏi sau đây cái điều đầu tiên là anh chị muốn tới nước ngoài để mục đích là để làm gì để kiếm tiền hay để hiểu cái văn hóa của cái nước đấy hay là chúng ta muốn đến đấy để vì có một cái danh là chúng ta đi nước ngoài thì tất cả những cái đấy chúng ta phải cho mình một cái mục đích tại sao chúng ta đi nước ngoài sau đây đình sẽ phân tích những cái cụ thể hơn vì đi nước ngoài có những cái bất lời sau đây và anh chị sẽ lựa chọn cho mình một cái cách tuyệt vời nhất cái việc đầu tiên nếu anh chị nói anh chị muốn đi nước ngoài để học được cái văn hóa thì bây giờ riêng cái văn hóa ở tất cả trên hệ thống internet hoặc ở rất là nhiều nguồn thông tin với nhau anh chị cũng có thể học được mình ở việt nam mình cũng thể kết nối được với những người nước ngoài và mình sẽ học được hoặc thậm chí mình học qua room hoặc online nên cái việc đi để chúng ta hiểu cái văn hóa thì cái việc đấy có vẻ như là không khả thi bởi vì cái việc đấy chúng ta ở chính việt nam chúng ta cũng làm được cái việc đấy và việc thứ hai nữa là bây giờ chúng ta muốn đi nước ngoài để vi kiếm tiền thì bây giờ chúng ta phải trả lời những cái câu hỏi sau đây cái thứ nhất là bây giờ hiện tại đi sang nước ngoài đấy thì chúng ta kiếm một tháng được bao nhiêu và khi đi chúng ta lại bán đi mất chính cái bất động sản đấy vì chúng ta không có tiền chúng ta bán hoặc chúng ta vay ai đó và chúng ta sang chúng ta nghĩ là ở một cái bầu trời của nước ngoài nó quá tuyệt vời nhưng khi sang chúng ta khó khăn chúng ta lại bán cái bất động sản đấy và 5 năm 7 năm sau về không mua được chỉnh lại cái bất động sản đấy đấy là rất nhiều người đã đã bị rồi cái điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ là khi đi nước ngoài thì cái việc chúng ta vợ xá vợ thì cái việc vợ ở nhà thì bị thiếu thốn tình cảm và sau đây sáng đây thì anh chị cũng dễ rất là dày đồ vợ một cái cải tiếp theo đấy nếu chưa có gia đình thì chúng ta nghỉ sáng đây để chúng ta lại một ai đấy thì cái việc ở Việt Nam chúng ta cùng sẽ có những cái mối quan hệ để chúng ta tìm được những cái người bạn đời cho mình nó phù hợp có nhiều lựa chọn hơn và một cái cải tiếp theo để chúng ta xác định chúng ta có nên đi hay không đấy là nếu chúng ta có gia đình rồi chúng ta có con rồi thì liều chúng ta để con ở nhà như thế là bị thiểu thốn với cái người bố hoặc người mẹ chăm sóc đi là bị thiểu đi một cái mảnh tình cảm làm cho con nó đi thiểu đi một cái sự tuổi thơ nó bị thiểu đi những cái sự cân bằng một cái cái tiếp theo mà khi chúng ta đi nước ngoài mà nhiều người bị thiểu hơn những cái người mà ở Việt Nam đấy là thiếu thốn về tình cảm của bạn bè của người thân sang đây cái ngôn ngữ anh chị không hiểu được cái ngôn ngữ và chúng ta phải học thêm một ngôn ngữ không hiểu được hết cái văn hóa bị kỳ thị đó là một trong những cái nó khác biệt hơn ở Việt Nam nên cái việc anh chị nói bạn cái bất động sản hay bạn một cái cái gì đấy và chúng ta muốn sáng bên này để chúng ta làm ăn có một tỷ tiền chúng ta quay về thì cái việc đấy nên suy nghĩ kỳ một cái việc tiếp theo mà chúng ta cần phải cân nhắc đấy là khi chúng ta đi nước ngoài 5 năm 7 năm thì cái việc chúng ta không học được những cái thông tin tài Việt Nam nó đang phát triển như thế nào cái con đường nó phát triển ra sao các cái công ty nó về như thế nào để chúng ta mở rộng mối quan hệ để phát triển thì khi chúng ta có một cái lường tiền nào đấy chúng ta về chúng ta xây một cái nhà và khi đã cái mối quan hệ hoặc cái công việc của ta bắt đầu lại từ đâu thì cái việc đấy nó đã bị gián đoạn mất 1-2 năm và cái tiền này chúng ta cũng sẽ tiêu hết nên cái việc chúng ta ở nhà hay đi nước ngoài thì từ chọn cho mình nhưng với bản thân cá nhân của đình với kinh nghiệm của đình đã từng ở nước ngoài rất là lâu đình khuyên anh chị nếu trước khi đi nước ngoài chúng ta hãy nghiên cứu kỳ tìm hiểu kỳ xem đừng nghe nhiều anh chị nói là ở bên này nó rất là tốt bên này rất tuyệt vời đến khi sáng rồi quay về một cái câu gọi là ôi cha biệt sử biệt sử ta đừng có đi như vậy thì khi đẩy nó khá buồn rồi nên cái việc chúng ta cái việc chúng ta cần làm là chúng ta phải tìm hiểu kỳ xác định kỳ là cái việc mình nào mình cần đi hay là không đi đi thì mình sẽ được cái gì và không đi thì mình được cái gì một cái việc tiếp theo đấy là định muốn chia sẻ ngày xưa chúng ta đi nước ngoài thì một hai ngàn đô cho một tháng chúng ta gửi về có thể nửa năm hoặc hai năm chúng ta mua được một cái bất động sản nhưng bây giờ với cái bất động sản như ở việt nam hiện nay một tỷ thì chúng ta đi nước ngoài chúng ta phải ít nhất là phải 3 năm không ăn uống chi tiêu gì phải cực kỳ tiết kiệm chúng ta mới mua được một tỷ nhưng nếu hai ba năm sau thì cái bất động sản đấy liều có con cái giá đấy để cho anh chị mua nữa không đội với đình bao nhiêu năm làm bất động sản mình biết một điều không bao giờ mua nổi cái bất động sản đấy nữa nên cái việc đi nước ngoài trong về để làm mua một cái bất động sản hãy để có tiền để mua bất động sản là không khả thi nên chúng ta phải làm những cái việc sau đây đầu tiên nên học cho mình tất cả có thời gian nên tìm hiểu học cho mình trên YouTube trên tất cả những cái, kênh để mình biết được cái thông tin mình có kinh nghiệm đọc nhiều về cái bảo bất động sản mình cứ thẩm thấu giống như trong một cái cái mỗi ngày chúng ta lớn mạnh mỗi mỗi dân chúng ta có những cái kiến thức đương ở khu vực nào mở ra sao và sau này chúng ta chỉ cần nhìn qua cái thông tin là chúng ta biết được là à cái khu vực đại nếu cái gì nó sẽ tạo ra cái gì Vì những cái đường mà mở đấy thì bất động sản ở khu vực nào nó sẽ được tăng cái gì là được lợi nếu như cái công ty đấy mà mở thì công nhân ở đâu về đi qua con đường nào thu nhập ra sao và khu vực đấy có được kinh tế có được đẩy lên không được hưởng cái gì nhưng nếu cái công ty đấy mà là công ty công nghiệp nặng thì cái nhân viên nhân nhân viên công nhân nó ít và khi ít thì cái bất động sản nó tăng như thế nào cái ảnh hưởng môi trường ra sao cái nước thải ở đấy ra sao tất cả những cái đấy mình khi mình đọc nhiều mình biết nhiều thì mình có kinh nghiệm và mình sẽ có tự nhiên có một cái nhảy bén trong cái việc đầu tư và sau này mình sẽ đầu tư và mình sẽ làm môi giới mình tư vấn cho những cái nhà họ có tiền họ đầu tư họ sẵn sàng đầu tư cho những người có những cái lời khuyên và có những cái kinh nghiệm hoặc họ sẽ làm bỏ môi giới ra để họ mua những cái bất động sản như vậy một cái cái tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đó là chúng ta ngoài cái việc học đấy ra thì chúng ta tăng cường làm thêm để có thu nhập tại Việt Nam và chúng ta mở rộng mối quan hệ để chúng tôi làm thì cái việc đấy nó cũng sẽ tốt hơn là cái việc đi nước ngoài. Một cái việc tiếp theo mà chúng ta đi ở Việt Nam thì chúng ta sẽ dạy được con, chúng ta được tình cảm với gia đình, người thân, chúng ta có được cái sự kết nối thì cái việc đấy nó sẽ tốt hơn rất là nhiều khi chúng ta phải xa con, phải xa vợ, hoặc chồng hoặc xa nhà như thế đấy là một trong những cái mà nhiều anh chị hỏi đình là bây giờ cho sáng đây có làm ăn được không để quay sang tiếp thì tất cả những cái để đình chia sẻ là đình đang ở bên này nhưng đình vẫn làm đầu tư tại việt nam và thu nhập hiện nay ở là lợn, ở việt nam là thu nhập chính chứ không phải là thu nhập bên này bên này đình đang ở đấy là mục đích để chỉ cho con nó phát triển lên một tỷ và cũng có cái tính toán về cái công việc bên này chứ thực chất chúng ta ở đâu nó không còn quan trọng với một cái hệ thống internet như hiện nay thì chúng ta kể cả ở nước ngoài hay ở nước trong hay ở khu vực nào trên đất nước việt nam chúng ta đều kinh doanh được và chúng ta đều có được những cái mối quan hệ chúng ta đều làm được không nhất thiết chứ chúng ta phải đi sang nước ngoài làm một cái cách cật lực không có thời gian để học để nâng cao bản thân đến khi quay về có được một tỷ thì cái bất động sản nó đã lên đến một tỷ rưỡi rồi đó là một cái điều rất đáng tiếc nên cái việc anh chị cần hành động cần làm là hãy học mình nhiều vào tìm hiểu có thời gian tìm hiểu về cái ngành nghề mình muốn đầu tư chứng khoán bất động sản hoặc một cái ngành nghề gì đấy kinh doanh online thì cái việc đấy mình cảm thấy phù hợp với cái việc gì ở giai đoạn nào thì chúng ta hãy làm cái đấy nhưng đến khi có tiền anh mình phải nhớ phải đầu tư riêng ở Việt Nam thì ngoài con việc đầu tư thì chúng ta không có một con đường nào khác để chúng ta có được cái kinh tế ổn định hoặc sau này để có được cái việc công việc nó thể về lâu về dài một cái việc tiếp theo mà đình có một cái lời khuyên đấy là khi chúng ta đi nước ngoài thì thường chúng ta rất là bị thiếu tình cảm rất là bị mất cái sự cân bằng nên dễ dẫn đến những cái xá đọa như cơ bạc hoặc bởi vì bên, này ở nước ngoài cơ bạc không cấm hoặc là gãi trái nên cái việc đấy đã nhiều trường hợp nhiều người bạn của đình đã bị vào những cái trường hợp như thế nên đình cũng chia sẻ lại cho anh chị có được những cái góc độ nên anh chị nào đang muốn đi nước ngoài thì hãy xem cái video này trước khi đi và nếu hay thì hãy chia sẻ cái video này và có một những cái câu hỏi gì muốn cụ thể hơn nữa thì hãy comment chia sẻ đăng ký kênh để lần sau có những cái video cần hỏi định sẽ chia sẻ được sớm nhất anh chị sẽ chia sẻ cho những người bạn thân của mình biết đâu những người bạn đấy sẽ nhận được những cái giá trị từ những cái video hay như từ những cái câu chuyện chia sẻ đời thường